khủng hoảng tài chính làm cho người dân Tây Ban Nha chạy sang Morocco tìm việc làm và một cuộc sống tốt đẹp hơn. 5 năm trì trệ và suy thoái kinh tế đã làm cho nhiều người Tây Ban Nha mất hết hy vọng kiếm được một việc làm tại quê hương của họ, làm cho họ tìm kiếm cơ hội và một cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài. Tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha đã tăng lên đến 26% trong vòng 5 năm qua. Đây là mức cao nhất kể từ những năm 70 và là một trong những mức cao nhất trong Liên minh châu Âu. Sự tức giận đang ngày càng gia tăng trong công chúng đối với các biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm để giải quyết vấn đề bội chi của chính phủ đã làm trầm trọng thêm vấn đề kinh tế, và hơn 40 tỷ euro trong khoản nợ công đã được chi cho việc giải cứu các ngân hàng gặp khó khăn do đã cho các nhà xây dựng vay mượn quá dễ dãi trong thời kỳ bùng nổ bất động sản kết thúc vào năm 2008. Một số người Tây Ban Nha đã chọn để đi đến các nước giàu có hơn như Đức hay các nước Scandinav để thoát khỏi nền kinh tế suy yếu của Tây Ban Nha. Những người khác lựa chọn các quốc gia Nam Mỹ có các liên kết lịch sử với Madrid. Nhưng ngày càng có nhiều người Tây Ban Nha đang băng qua eo biển Gibraltar để bắt đầu một sự nghiệp mới tại Maroc. Khoảng cách ngắn giữa Maroc và Tây Ban Nha, chi phí đời sống thấp và một thời tiết tương tự như ở Tây Ban Nha là một số những lý do đằng sau quyết định của những người di dân mới chuyển đến quốc gia Bắc Phi. Với một tỷ lệ thất nghiệp 9%, Maroc dường như là một vùng đất của cơ hội cho những người bị đau khổ vì suy thoái kinh tế toàn cầu. Maroc đã thu hút các nhà đầu tư và người tìm việc làm từ các nơi khác nhau trên thế giới. Theo số liệu mới nhất của chính phủ, số lượng giấy phép làm việc cung cấp cho người nước ngoài đã tăng từ 1947 trong năm 2007 lên đến 3.684 vào năm 2012, một sự gia tăng đáng kinh ngạc 89%. Lý do của sự gia tăng này là vì một số công ty tư nhân nghĩ rằng người lao động nước ngoài có tay nghề cao hơn so với người dân địa phương. Ngoài lĩnh vực nhà hàng và nông nghiệp, nhiều người Tây Ban Nha hiện đang làm việc trong lĩnh vực môi giới bất động sản, du lịch hay là giáo viên riêng ở Maroc. Họ đang xây dựng một cuộc sống mới ở một đất nước không xa Tây Ban Nha, chờ đợi thời điểm thích hợp khi họ có thể trở về quê hương.